nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhân ái nghĩa tình, thương người như thể thương thân của dân tộc ta và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, nhà nước, phân đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban mặt trận Tổ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức doanh nghiệp hộ gia đình, mỗi công dân tích cực tham gia các nội dung của phong trào thi đua, gồm thi đua vận động các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp, của toàn dân thực hiện thành công mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2025 với sự sẻ chia trách nhiệm giữa nhà nước, xã hội và người dân, trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nguồn lực của xã hội là quan trọng với nguyên tắc nhà nước hỗ trợ cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở kết hợp nội lực với ngoại lực thông qua việc ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức cá nhân. Thì đua xây dựng các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo an toàn, có chất lượng phù hợp với điều kiện đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của người dân. Thì đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với nhà nước trong chung tay xóa nhà tạm dột nát trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2025. Phong trào thi đua bắt đầu từ tháng 4 năm 2024 và kết thúc cuối năm 2025.